Hello anh em đã quay trở lại với kênh Cú Tài Gaming. Mỗi ngày một clip, thì clip ngày hôm nay sẽ khá là đặc biệt bởi vì clip này không có làm bất kỳ con tướng nào cả, chỉ là liên kết mô tôn, chính xác hơn là liên kết top top. Tại vì mình cũng đã biết được là sớm giờ có những YouTuber khác đã lên những cái clip là liên kết mô tôn cho anh em rồi, và những clip đó thì nó khá là may mắn anh em ạ, bởi vì liên kết được. Còn tôi thì từ nãy giờ tôi mò nó thật, anh em tôi mò 2 tiếng hồ rồi, từ 12 giờ cho đến bây giờ là 2 giờ chiều và không có gạt nào mà tôi gọi là bình thường được cả, nó đều bị lắc. Và tôi đã báo lên VNC rồi đấy, và tôi cũng biết được là rất nhiều anh em, đúng không, cực kỳ nhiều bạn bấm vào đây bị giống tôi đang thực hiện xảy tròn sóng lắc đứng máy, đúng không, rõ ràng đúng không, rất nhiều người bị rồi, đứng máy đó, đứng máy nè, thấy không, bây giờ đứng máy là liệt rồi, bấm là không được cái mẹ gì hết nè, bấm năng suất thì cũng không được nè, thấy không, bấm là không có được gì hết nè, không, bấm năng suất cũng không được nè, đấy là bị giống tôi. Những gạt nào xui thì sẽ bị như thế này. Thì bây giờ buộc lấy đầu tiên là anh em phải thoát game vô lại, đúng không? Bây giờ tôi mới hỏi thằng em tôi xong, thằng em tôi nó chỉ tôi một cách. Nó mới chỉ tôi một cách này. À, thì bây giờ tôi sẽ làm thử trên cái clip này để coi là làm được hay không. Nếu mà tôi làm được thì thành công, còn không làm được thì tôi sẽ chuyển sang là tôi hướng dẫn anh em gửi mail theo ở trên ở dưới anh em thấy không? Cái đường link. Đấy thì tôi sẽ chỉ anh em gửi mail thử coi. À, còn gửi mail thì bao giờ có hồi âm thì mình không biết nha anh em, tại bây giờ cái lượng mà gửi mail nó rất là đông. Thật sự là bây giờ rất là đông. Còn bây giờ mà phải thông báo với anh em một cái tin thì VNC họ cũng thông báo rồi. Đó là VNC ngưng phát hành thì nó mới dẫn tới trường hợp này. Và trước đó những lần chúng tôi đã nói rồi, VNC mà họ mà ngưng phát hành thì họ phải hỗ trợ cho mình. Họ bắt buộc phải hỗ trợ cho mình, bởi vì nếu họ không hỗ trợ thì mất rất nhiều ạc của anh em, đúng không? Và bây giờ mình sẽ thử nha. Đây, liên kết top top nha anh em. Thì hồi nãy mình là mình đã xóa top top khỏi máy mình trước rồi. Đó, mình đã xóa top top khỏi máy mình trước rồi. À, nên là bây giờ mình sẽ đăng ký một cái top top mới. À, chết mẹ rồi, email hoặc ID top top giờ có đâu. Thấy mẹ rồi. Để tôi hỏi anh Quang số điện thoại của anh Quang anh em ơi. Không, bây giờ tôi sẽ liên kết top top bằng điện thoại của tôi luôn anh em. Để tôi ra tôi coi số điện thoại của tôi là gì. À, tôi sẽ liên kết top top bằng điện thoại của tôi. 0932164896 0932164896. Rồi ok. Tại vì Quang nó cũng là người thân thuộc ở livestream mà thôi. Bạn chi cập dịch vụ của chúng tôi quá thường xuyên. What the fuck? Gì cha? Đăng ký rồi. Đăng ký tháng 1 nè, đăng ký đại thử nha anh em, đăng ký nick ảo luôn nha anh em. Hãy từ từ kéo kéo xuống nó một xíu anh em ạ. À. Lấy đúng 596 đi. Đăng ký nè. Rồi số điện thoại nè, lấy số điện thoại tôi nè. 9393932164. Anh em nên lấy email ảo nha anh em, email ảo thì nó dễ hơn. Rồi. Chết mẹ rồi, vậy là phải tạo email ảo rồi anh em. Má giờ phải lên tạo email ảo rồi. Anh em đợi tôi một chút nha anh em. Bây giờ tôi sẽ thực hiện một cái bước là tôi tạo email ảo. Rồi bây giờ tôi sẽ lên tôi tạo email ảo ở trên máy tính cho anh em. Cái khúc này thì tôi sẽ cắt để tôi tạo email ảo xong rồi tôi sẽ đăng nhập email ảo vào thử. Rồi và sau một khoảng thời gian thì tôi đã tạo được một cái email ảo. Nó có tên là nó có tên là như thế này anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái email ảo này để mình liên kết với top top. Mình đã xóa top top rồi. Thì hồi nãy thằng em mình nó có chỉ là để top top thì nếu như không liên kết được thì sẽ xóa top top đi. Và sau khi liên kết rồi thì tạo top top lại, mật khẩu. Mật khẩu. À, tôi bấm trên đây anh em không thấy đâu. Thấy không? Ờ không thấy, không thấy, không thấy. Ok em thấy. Chữ ký. Rồi ok. Ok. Bây giờ mình ta làm từng bước cho anh em luôn. Đầu tiên là tạo email, rồi tạo top top, đúng không? Tạo top top. À. Rồi nó gửi cái mã cho tôi rồi, rồi cái mã tôi đâu? Ủa hỏi ngu. Ủa nó gửi mã tôi hộp thư đến đâu? Tôi bấm email mà ta. Ờ thiếu chữ A anh em ơi, thiếu chữ A anh em ơi, có chữ A nữa. Má bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, thiếu chữ A anh em, thiếu chữ A.
lại 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 email của tôi là nó thiếu chữ A. Đăng ký lại, đăng ký lại. Đây, đầu tiên bấm vô đăng ký, chọn đại một cái ngày nào đấy, xong rồi lấy cái số năm lớn lớn xíu nha anh em. Để mình trên 20 tuổi cho nó chắc thôi, nói chung là chơi chơi chắc kèo anh em ạ. Trên 20 tuổi cho nó chắc kèo. Rồi email thì anh em đăng ký email ở trên Google trước và sau đó anh em vô đây anh em bấm cái email của anh em lên trước ha. Rồi, a@gmail.com vô nữa. Quên, nãy tôi thiếu chữ A hèn chị, tôi không thấy cái mã nó gửi về cho tôi. Mật khẩu thì anh em có thể tạo đại cũng được, dài dài xíu cho nó an toàn. Đó, như tôi làm trên đây thì tôi tạo nó dài dài. Rồi. Rồi bây giờ nó sẽ có một cái mail gửi về cho tôi. Đây. Một con số nó gửi về top top của tôi. Nếu mà tôi làm được thì cái cách này là cái cách 100% luôn em, nó tên Quang nên là mình sẽ chữ Quang cho nó. À, số thì mình sẽ lấy số 987 65 4321. Ủa gì nó không cho vậy? ACB 234 Quang được không? Ủa không cho ta. Quang sao nó không cho mình đăng ký top top ta? T 2112 sao cứ không khả dụng hoài vậy? Bỏ qua hả? Bỏ qua được nè. Bỏ qua được nè anh em. Rồi bỏ qua được này. Rồi ok, ủy quyền nha anh em, ủy quyền. Có nó vô top top không? Vô không? Vô không? Vô. Cái là má 100% được anh em ạ. Cách này 100% được. Và sau khi anh em đăng ký được top top nha, sau khi anh em đăng ký được cái top top này, anh em thấy không, sau khi anh em đăng ký được cái top top này anh em sẽ vuốt lên và mình sẽ qua bảng quốc tế. Tất nhiên bây giờ vô bảng quốc tế phải phát VPN. VPN thì mình đã chỉ trên stream rất là nhiều lần rồi, anh em có thể lên lên App Store em tải Kiwi VPN, Kiwi VPN để mình ghi ra cho. Đây để mình ghi ra nha, Kiwi VPN. Đây, Kiwi Kiwi VPN. Đấy, KVPN. Rồi, thấy không? Đó. KVPN là được. Rồi, bây giờ anh em sẽ đăng nhập, anh em sẽ đăng nhập vô cái top top hồi nãy để nó nhảy qua cái kia và sau đó mình liên kết Motul. Hiểu không? Anh em hiểu ý tôi không? Anh em hiểu ý tôi không? Đổi tài khoản. Top top. Rồi. Cái top top vừa rồi mới đăng ký nè, cái top top vừa rồi mới đăng ký nè. Mình đang để sinh em ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển về Việt Nam. Nam đâu rồi? Ở đâu? Mình đăng ký bằng Gmail mà. Nhảy qua Gmail. Đổi tài khoản. Top top. Đây top top. Đây nha. Rồi. Cái mail nãy nè, là nãy anh em thấy đúng không? Nãy anh em tôi đăng ký trực tiếp cho anh em thấy mà. Đấy. Thì bây giờ mình bấm đúng cái mail hồi nãy thôi, bấm đúng cái mail top top vừa rồi, vừa xong. Hay quá anh em, tôi chỉ cách này hay quá. Phải xóa top top đi nha anh em, để top top là không được nha anh em. Rồi, ok. Mật khẩu thì chỉ có tôi biết thôi. Đó. Tôi đặt bát dài lắm. Nên là tôi làm video tôi không sợ anh em đĩa bát được nha. Anh em làm sao đoán được cái bát dài thòng lòn của tôi được, thấy không? Nhìn. What the fuck gì, người dùng không tồn tại. Vẫn hoài ní. À thiếu chữ A trên đây, thiếu chữ A trên đây. Thiếu chữ A trên đây mà, thiếu chữ A, thiếu chữ A. Rồi 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 lại nè, lại nè, lại nè, lại nè. Kéo 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 vô. Vô một khúc luôn. Rồi nha. Đăng nhập thành công, thấy không? Đăng nhập thành công. Ủy quyền. Rồi bây giờ cái ạc nó sẽ thành cái ạc kia. Gì vậy? Ai vô ạc này vậy? Đang đang tôi đang ngon để tôi đổi ạc mà. Trời ơi, để tôi nhắn anh Thạch cái anh em, để tôi nhắn anh Thạch đừng vô ạc cái. Anh Thạch đâu ta? Anh Thạch đâu ta? Anh Thạch, anh Thạch, anh Thạch. Từ từ vô ạc. Anh ơi. Em đang xử lý. Tại vì đang dưới ạc của anh Thạch, ạc God Mina ạc của anh Thạch nó đang bị cấn gạt của ổng anh em mà, nên là nó bị đá văng ra, ổng đang ngon nặc mình bị đá, ổng đá văng ra một cái. Giờ để tôi vô đổi lại cho anh em coi nè, từng bước à. Nói chung là cái khúc liên kết được là mừng lắm rồi anh em à, tại cái ạc nó bị lắc anh em nhớ không, cái anh em nhớ cái ạc mà thành quan không là nó bị lắc. Đấy, cái khúc kia nó bị lắc, nó đâu có cho đổi mình đâu, nó đâu cho mình đổi đâu. Ạc này liên kết rồi, ạc này tôi liên kết cho anh Thạch rồi. Rồi ủy quyền nè, là bây giờ cái ạc kia, cái ạc thành quan nãy á, 160 mấy skin á, nó sẽ bay qua đây nè, thấy không? Nè đó. Nhảy vô.
Rồi, thoát game. Rồi. Bây giờ anh em sẽ làm gì? Đăng ký mô tuần tại bảng quốc tế. Hiểu không? Đăng ký mô tuần tại bảng quốc tế. Như vậy chúng ta sẽ có từng bước. Này, tôi sẽ chỉ anh em từng bước một hồi, tôi sẽ note lại cho anh em đủ bước luôn. Cứ làm theo clip là sẽ thành công. Mà chúng ta sẽ đi từng bước một nha. Đây, Happy TC, thấy chưa? Bây giờ nó là nằm bên bảng quốc tế anh em ạ. Đấy, mà nó không có liên kết mô tuần, thấy không? Nó chỉ có liên kết thấp thấp thôi. Liên kết mô tuần, bây giờ mình sẽ thực hiện liên kết mô tuần trong bảng quốc tế chứ không phải trong bảng VNC. Đấy. Rồi, liên kết mô tuần sao? Nè, địa chỉ nhanh. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái email hồi nãy là cái quang chính gì đó, quang chính gì ta, quên mẹ nó rồi. Quang chính 612 a a còng quang chính 612 a 612 a cái rồi a còng gmail.com. Rồi mật khẩu thì mình cũng sẽ đặt mật khẩu dài dài cho thằng quang xíu, rồi nó thích thì nó tự đổi. Mật khẩu dài dài tí anh em. Để tôi kiếm mật khẩu nào nó dài dài mà nó khó khó một xíu. Rồi, ok. Mật khẩu không hợp lệ hả? Sao không hợp lệ ta? Và không có ký tự đặc biệt à. Ít nhất 6 chữ, có số, có viết khoa và không có ký tự đặc biệt. Rồi, mật khẩu hợp lệ đó. Ủa? Rồi tên người dùng. Tên người dùng thì mình đặt tên nó thôi. Tên nó tên Quang là tên Quang thôi. Tên Quang 12 gì đó. Ừ. Rồi bây giờ nó sẽ gửi tới cái email hồi nãy của mình. Đó, bấm kiểm tra email. Thì cái email của mình hồi nãy mình đã đăng ký ảo rồi. Mình đăng ký ở trên trên máy tính. Thì bây giờ mình sẽ ra email mình check. Đây, đăng nhập thành công đây. Đây bây giờ mình sẽ quay cái email cho anh em coi nhá. Đây camera đâu vậy ta? Tại vì mình vừa làm trên máy tính, mình vừa làm trên điện thoại nữa. Rồi anh em thấy không nè, chào mừng bạn, chào mừng bạn đến với email nè, thấy không, email quan nè, đó 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 đó, kích hoạt nè, bấm kích hoạt nè, anh em nhìn tôi bấm kích hoạt nè nha, chuột nè, đó bấm kích hoạt ngay, show kích hoạt ngay. Rồi ok chưa, chúc mừng tài khoản của bạn đã được tạo, chúc mừng bạn chơi game vui vẻ, ok chưa á, ok chưa anh em, ok chưa anh em, hợp lý ha. Rồi, vô game lại thôi. Rồi, thấy chưa? Thành công 100%. Như vậy là chúng ta sẽ trải qua từng bước một. Bây giờ mình sẽ note cho anh em bước đầu tiên ha. Bây giờ mình sẽ ẩn cái bảng này xuống, mình sẽ note cho anh em. Còn cái gửi mail này mình nghĩ là không cần thiết ở cái kênh mình nữa rồi, tại vì mình đã tìm ra cách rồi. Nên cái gửi mail này mình vẫn để vui vậy thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ note từng bước cho anh em nha. Rồi, bước đầu tiên nè. Đây nha. Bước 1. Bước 1. Đăng nhập vào VNC đúng không? Đăng nhập vào VNC là một. Đối với những ặc bị lắc nha, đối với những ặc bị lắc giống mình hồi nãy, ặc tơi 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 phát tơi si nãy bị lắc giống hồi nãy. Bước 2 xóa TikTok ở trên máy, xóa app TikTok ở trên điện thoại nếu có, tức là ai có bắt buộc phải xóa, hiểu không? Nếu có. Rồi. Bước 3. B3 đi cho lẹ anh em. Để tôi B1, B2, B3 đi. Đây, bước 3. Rồi, bước 3. Bước 3 là nãy gì ta? Tạo ạc tớp tớp. Tạo ạc TikTok. Xong. Bằng email. Phải bằng email của mình. Bước 4. Tải bản quốc tế. Và VPN. Cách tải có ở phần ghi chú dành cho iOS cộng Android.
ở phần ghi chú mình sẽ để nha anh em, ở phần ghi chú trong cái clip này mình sẽ để link cho anh em tải. VPN thì quá dễ rồi, VPN thì anh em có thể dùng VPN thì dùng Kiwi và Kiwi VPN. Rồi ok ha. Bước 4. Bước 5, bước 5. Ờ cái này phải ở bước 5 chứ, cái này phải ở bước 5 anh em ạ. Này ở bước 5, này ở bước 5, này ở bước 5, quên, bước 5. Cái khúc này phải ở bước 5 mới đúng. Bước 5 thì mới tải. Anh em tải trước cũng được, chả sao, giống như máy tôi tải trước rồi, tại có sẵn rồi. Bước 4 nè, bước 4. Bấm vào liên kết TikTok ở bảng VNC. Ở bảng VNC. Đấy. Bước 5 mới tạo này, mới tải này. Rồi bước 6. Bước 6. Mở VPN, chọn Singapore. Singapore, Singapore mình viết sai anh em thông cảm. Singapore. Rồi, vào quốc tế bằng TikTok. Đã liên kết ở bước 5. Ở bước 4, ở bước 4, ở bước 4. Ở bước 4. Ok chưa? Bước 6. Bước 7. Bước 7. Bước 7. Đăng ký tài khoản Motul bằng email ở bước 3. Cho nó bị trùng anh em hiểu không? Cho nó trùng cái email mình với cái TikTok là nó trùng nhau thì anh em dễ nhớ, hiểu không? Anh em dễ nhớ cái email mình hơn. Còn anh em thích thì mình chơi mỗi cái email cũng được. Cái đó không quan trọng, quan trọng là anh em nhớ được cái email của mình hay không. Đó mới là cái vấn đề. Anh em hiểu không? Đó mới là cái vấn đề. Đó. Rồi, vậy là xong. Đúng không? Vậy là xong, đơn giản vậy thôi. Đó. Bây giờ nó chỉ vậy thôi. Vậy là xong rồi đó. Tổng cộng là mình có 7 bước. Anh em cứ làm theo clip cũng như 7 bước này, anh em sẽ tạo được cái ạc của bên mình, sẽ liên kết được cái ạc. Những bạn bị lắc chắc chắn 100% làm được anh em ạ. À. Tại vì tôi mới làm cho anh em coi mà. Cái quan trọng nhất á là nằm ở bước 2, anh em phải không được có cái app TikTok ở cái bước 2. Nếu có app TikTok trên điện thoại là nó sẽ bị lắc, nó không liên kết được. Anh em bắt buộc phải xóa app TikTok đi. Đấy, tôi mới hỏi anh em tôi xong, nó là như thế. Những ạc nào mà bị lắc thì cứ làm theo như thế này là ok. Chúc anh em thành công. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye anh em. Bye bye. Ai mà còn không làm được nha. Ai mà không làm được nữa thì anh em có thể gửi mail. Đấy, gửi mail Motul gì nè. Đó. Đó, gửi mail nha để tôi xóa cái chữ KVPN đi, nó không liên quan. Đấy, anh em nào mà không làm được nữa thì anh em có thể gửi mail nha. Gửi mail rồi nội dung. Nội dung thì đây, nội dung thì thông tin đây. Đó, thông tin nè, thấy không? Đó, anh em có thể gọi là gửi mail và sau đó anh em điền thông tin như này. Đấy. Là đối với những bạn mà đã làm 7 bước ở trên. 7 bước ở trên mà làm không được nữa thì qua đây. Thì qua khúc đây. Là hết cách rồi đó, là tôi hết cách rồi đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em thành công. Nhớ 7 bước này. Còn tải game, cách tải game bản quốc tế nó nằm ở phần ghi chú của video. Anh em nhớ coi phần ghi chú ở video nha. Thì mình sẽ để đường link tải bản quốc tế của iOS cũng như là Android. Còn VPN thì quá dễ rồi, anh em tải về rồi anh em chọn server sinh là xong. Ok, bye bye anh em. Hẹn lại anh em trong cái clip lần sau. Bye bye mọi người.